Mình xin chào cả nhà nha. Thì hôm qua ở khu của mình đó cả nhà, mưa lớn quá cả nhà ơi, nên công ty của mình thất thủ luôn cả nhà, nước ngập luôn, tràn vô ngập luôn. Hiện tại thì đen nó đang vô họp này cả nhà, nó cào thủ đó. Cào thủ đông gối. Cả nhà thấy nước tràn vô không? Mưa lớn quá rồi tràn đường nắng xấu vô cả nhà, thất thủ cả nhà ơi. Mình xăm ngộ thật như là cả nhà. Đó, nước nó tràn vô rồi nó ngập nè. Mà có kê cây nha cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Nước ngập á. Qua mưa lớn quá cả nhà ơi, phải nói là mưa đầu mùa quá lớn, nước ngập luôn nè, linh tinh luôn cả nhà. Giờ mình coi nó tràn vô đường nào để hôm nay mình kêu thợ đồ lại xử lý cả nhà ơi. Mình cũng xin dừng video đây nha, cả nhà hãy xem video ủng hộ mình nha cả nhà.